Kin tân cap đã con đam binh kin tang đông đầy chuông.
là lấy đi cho bạn. Tàng binh trước dụng binh sau á, với dạng cái này càng thế này. Em hết chưa nè? Xem sao? Hả? Chị khác ở bên nhà không? Không đi cho chị nhé. Hôm qua ở đấy không mưa đâu, hôm qua ở dưới không mưa đâu, không mưa nhưng mà thôi một tí thốc, ai sợ mưa lại hót vào một chỗ ra. Ngật cơ dù vây lơ nạ tin bình thuận cơ dù vây lơ nạ. Oh.
xếp bẹt nàng hàm ai có thuốc trong túi thì ăn ai có dầu trong khăn thì nhổm chỗ này chỗ không bằng mắt ăn chơi ai chỗ đợi khách muôn đời đi lại vợ chả là cắt cụt cái chân đi đi còn có mấy cái này đi mỏng đã hổng một cái được cơm chín chưa? Cơm chín chưa? Làm được cơm thì ăn cơm xong cũng làm. Còn một tí cái.
cậu đói. Làm xong, làm xong tầm 2 3 4 giờ mới xong thì dạ cảm ơn. Thằng đấy nó làm đêm, nó làm là chim về được sớm. Lúc nào cũng làm đêm cậu nhớ đấy. Làm đêm mệt hơn làm ngày đấy. Ừ, lúc nào cũng làm đêm, không được làm ngày. Làm vào cái gì đấy, làm đêm thôi. Ừ, thế mới bảo năm nay là về lúc mình về không có tiền. Chiên thì lại để đó nè. Cái chiên để đó đó. Ừ, cái cá tiểu ý nhá. Mà đóng thì cũng là gấu mì đó. Phải leo tam mía tặng nhiều miếng lên. Thế như cái ông hôm nay lên nó bảo lấy sắp cưới rồi, nó lại bỏ. Chuẩn bị bảo là năm ngoái nó bảo là tháng 7 yêu một người, tháng 7 lấy không làm, bảo là tháng 7 không cưới, tháng 8 mới cưới. Thế là tháng hết tháng 7 người ta lại bỏ đi. Không chạy được, nó không thành. Thấy chú bảo thế đâu, gọi hai thằng hôm đấy phải về đấy. Phải về mẹ đi làm đấy. Được. Cắm xong cái pè đi. Hả? Thế mới bảo. Có người làm một lần được, cái người nó nặng quá phải làm hai lần, có người làm bằng ba lần đi. Ba lần đi à? Trước đầu tiên mới xuống đây làm cái cho cái trao duyên trước đó. Bác bảo ấy, tao không lẽ đâu, bảo bao lối bác còn ở bảo chú mày đi làm đi. Thế nhiều người bảo làm tháng riêng không được, thế mình cũng đi làm tháng riêng, tháng 2 lại lấy được đấy. Chưa để tháng nữa, tháng 2 lại lấy rồi, lấy cái này trông vào đâu, tắm xong cái bè ấy, cái bè ở dưới cái chậu nước ấy, làm thấp thôi, làm cao thế thì cắt đi, cắt một nửa đi, làm thấp hơn cái ô kia mới được. Uống nước đi một anh em ơi. Ừ. Hôm ấy bác lúc ấy bác còn ở là khóa con của bác Duyên trước này, có cái quyền là con cả đó, con Hương nha. Tao không lấy được gửi ai đâu, gửi chú mày không gửi thì gửi ai. Lấy đứa em xuống gửi, nó có sách nó xem mà nó vào nặng quá lấy đi gửi, thế là lấy xuống gửi, cái quên cái gửi đây đầu tiên đó. Xong là cái duyên bao nhiêu người lấy cái gì ở bên bắt cá kia không thành đấy, lại bảo đi làm cho cả hai người giải tháng riêng, ai bảo là giải tháng riêng không được, nhưng mà em giải tháng riêng cái cô chiều ở bên suối mảnh cũng đi giải tháng riêng, tháng 2 nó cưới. Nó ghét đấy, cái người đến hỏi là nó ghét đấy. Lúc cái còn có nó chỉ toàn đến hỏi nó lúc ấy làm gì, yêu đương đâu, lúc ấy chỉ có người hỏi thôi. Xem làm được cơm đây Giáng ơi làm được cơm chưa? Đây làm cơm chín, ăn cơm xong lại làm, bây giờ nghỉ trưa thế này ăn xong lại làm đến chiều, nó đàng hoàng hơn con, để đợi làm đấy xong đi thì nó đói. Cơm nấu rồi còn cái thịt kia một.